Hà Tĩnh cho phép đón công dân tại các tỉnh phía Nam về quê có thu phí. Người dân vật vã ngủ lề đường ở Bình Dương chờ qua chốt. Đồng Nai bỏ giấy đi đường đối với công nhân đi làm. Cục Cảnh sát Hình sự khám xét khẩn cấp nhà Nhâm Hoàng Khang, thu giữ nhiều tài liệu. Quý vị đang theo dõi bản tin cập nhật ngày 4 tháng 10 của DKN TV và sau đây là các nội dung chi tiết. Hà Tĩnh cho phép đón công dân tại các tỉnh phía Nam về quê có thu phí. Ngày 4 tháng 10, thông tin từ Văn phòng Ủy ban tỉnh Hà Tĩnh cho biết, tỉnh này vừa có văn bản đồng ý chủ trương cho Công ty Cổ phần Du lịch Hà Tĩnh triển khai dịch vụ đón công dân từ thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam về quê bằng máy bay. Theo đó, người được đón về quê phải tiêm đủ liều vaccine phòng COVID-19, liều cuối cùng tiêm trong ít nhất 14 ngày và không quá 12 tháng tính đến thời điểm về quê, hoặc từng đã nhiễm COVID-19, có giấy chứng nhận dương tính bằng phương pháp xét nghiệm real-time PCR không quá 6 tháng, và học sinh mắc kẹt tại các tỉnh thành phía Nam. Trước khi lên máy bay, công dân phải xuất trình giấy chứng nhận xét nghiệm real-time PCR hoặc test nhanh kháng nguyên âm tính với COVID-19 trong 48 tiếng kể từ khi lấy mẫu. Một lãnh đạo Công ty Cổ phần Du lịch Hà Tĩnh cho hay, xuất phát từ nhu cầu và mong muốn của khách hàng, nên công ty đã làm việc với hãng hàng không và đề nghị Ủy ban tỉnh Hà Tĩnh chấp thuận chủ trương đón người dân về quê tránh dịch. Công dân muốn về quê thì đăng ký trực tuyến qua các kênh của công ty và phải chi trả kinh phí 6,5 triệu đồng trên một người, bao gồm tiền vé máy bay, phí xét nghiệm COVID-19, phí cách ly 14 ngày tại khách sạn do công ty bố trí. Dự kiến chuyến bay đầu tiên khởi hành ngày 15 tháng 10. Sau chuyến này, ngành chức năng tỉnh Hà Tĩnh sẽ đánh giá mức độ an toàn rồi mới quyết định cho doanh nghiệp tiếp tục tổ chức lượt đón tiếp theo. Đây là lần đầu tiên tỉnh Hà Tĩnh cho phép doanh nghiệp tổ chức đón người dân về quê có thu phí. Theo Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Hà Tĩnh, tỉnh này hiện có hơn 191 người làm việc ở ngoại tỉnh, trong đó 70% ở các tỉnh thành phía Nam. Trong đó, thành phố Hồ Chí Minh đông nhất với 29.500 người, Bình Dương là 23.000 người và Đồng Nai có hơn 10.000 người. Từ cuối tháng 7 đến nay, Hà Tĩnh đã tổ chức đón 2.000 người dân từ thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam về quê bằng một chuyến tàu hỏa và 6 chuyến bay. Toàn bộ chi phí tiền vé và xét nghiệm được tỉnh hỗ trợ. Người dân vật vã ngủ lề đường ở Bình Dương chờ qua chốt. Hàng trăm người dân tộc thiểu số Gia Rai, ED, Bana và nhiều trẻ em từ Đồng Nai về các tỉnh Tây Nguyên đã nằm ở lề đường, vỉa hè ở huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương để chờ qua chốt Bình Phước về quê. Khoảng 8 giờ sáng ngày 4 tháng 10, lực lượng chức năng tỉnh Bình Phước đã tổ chức dẫn và hộ tống đoàn người khoảng trên 2.000 người từ các tỉnh Đông Nam Bộ về quê ở các tỉnh Tây Nguyên, ở đoạn giáp ranh giữa Bình Dương và Bình Phước. Chị Hát Lan, 34 tuổi, người dân tộc Gia Rai, ngụ tại tỉnh Gia Lai, mang theo con nhỏ 3 tháng tuổi về quê, cho biết gia đình chị đi từ 20 giờ ngày 3 tháng 10 từ Đồng Nai để về Gia Lai. Khi đến chốt kiểm soát Tân Lập, xã Tân Lập, huyện Đồng Phú, Bình Phước, thì đã 23 giờ khuya nên không được qua chốt, mà phải chờ đến sáng mới có lực lượng chức năng hộ tống dẫn đoàn đi qua địa phận tỉnh Bình Phước. Trong thời gian chờ đợi, gia đình chị Hát Lan cùng hàng chục người khác có con nhỏ từ 1 đến 9 tuổi đã phải tạm nghỉ ở bên lề đường gần chốt kiểm soát chờ đủ số người để lượng chức năng hộ tống qua chốt. Chị Hát Lan cho biết cả gia đình chỉ còn 90.000 đồng trong túi để dành đổ xăng dọc đường về quê, nhưng trước khi về phải đi test COVID-19 để lấy giấy đi đường hết 280.000 đồng trên một người, trẻ em không phải test. Theo ghi nhận của báo Thanh Liên, tại thời điểm khoảng 0 giờ ngày 4 tháng 10, có gần 1.000 người về quê ở các tỉnh Tây Nguyên đã nghỉ lại qua đêm ở vỉa hè, lề đường, trước cửa nhà dân và bãi đỗ xe của một trạm xăng dầu ở xã An Bình, huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương. Đồng Nai bỏ giấy đi đường đối với công nhân đi làm. Ngày 4 tháng 10, tại cuộc họp Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19, ông Cao Tiến Dũng, Chủ tịch tỉnh Đồng Nai đã đề nghị Bộ phận Tham mưu ra văn bản chính thức về việc bỏ không cấp giấy đi đường đối với công nhân từ nhà đến doanh nghiệp và ngược lại, chỉ yêu cầu công nhân phải đeo bảng tên của doanh nghiệp để kiểm soát lộ trình đi lại. Theo bà Nguyễn Thị Hoàng, Phó Chủ tịch tỉnh Đồng Nai, hiện nay tình trạng người dân về quê nhiều do không được lao động. Trước mắt, cần thí điểm cho công nhân đã tiêm một mũi vaccine sau 14 ngày được tự đi làm bằng xe cá nhân. Như vậy, các doanh nghiệp mới mạnh dạn mở rộng sản xuất. Bà Hoàng cho biết, thực tế các doanh nghiệp có nhiều lao động đi làm lắm, cũng chỉ 6.000 đến 7.000 công nhân, cũng mới chỉ đạt được 5% công suất. Ngoài ra, một số doanh nghiệp phản ánh khi làm việc với các xã về việc cấp giấy đi đường cũng gặp khó khăn khi có xã cho đi và xã không cho đi. Do đó, đề nghị bỏ giấy đi đường đối với công nhân đã tiêm một mũi vaccine sau 14 ngày trở lên, được di chuyển tới doanh nghiệp làm việc để tạo công ăn việc làm cho người lao động. Trước đó,
Đồng Nai đã chấp thuận cho nhiều doanh nghiệp được mở cửa đón công nhân từ vùng xanh vào nhà máy làm việc và được đi làm bằng xe cá nhân. Tuy nhiên, doanh nghiệp phải làm việc với ủy ban xã, phường, nơi người lao động cư trú để ký giấy xác nhận đi đường. Tương tự, ông Lê Văn Danh, Phó trưởng Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Đồng Nai cũng đề nghị đối với người lao động đã tiêm vaccine mũi 1 hoặc mũi 2 thì được đi làm để tạo điều kiện cho doanh nghiệp và cả địa phương rằng đây là giải pháp căn cơ. Theo Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Đồng Nai, đến nay đã có 32 doanh nghiệp thực hiện phương án cho người lao động đi về hàng ngày với tổng số lao động đăng ký là 18.993 người. Trong đó có 21 doanh nghiệp đang thực hiện phương án 3 tại chỗ, bổ sung phương án cho người lao động đi về hàng ngày với số lao động đăng ký là 1.486 người. 11 doanh nghiệp không thực hiện phương án 3 tại chỗ mà thực hiện phương án cho người lao động đi về hàng ngày với số lao động đăng ký là 17.507 người. Cục Cảnh sát Hình sự khám xét khẩn cấp nhà Nhâm Hoàng Khang, thu giữ nhiều tài liệu. Chiều ngày 4 tháng 10, Cục Cảnh sát Hình sự C02 Bộ Công an đã phối hợp với Công an quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh cho biết đang tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của bị can Nhâm Hoàng Khang, sinh năm 1987, ngụ tại quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh, là người bị công an khởi tố bắt tạm giam về hành vi cưỡng đoạt tài sản. Sau khi bắt giữ Nhâm Hoàng Khang, phía công an đã tiến hành di lý bị can về căn nhà ở quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh để khám xét. Quá trình khám xét, bước đầu công an thu giữ nhiều tài liệu có liên quan tới vụ việc. Trước đó, sáng cùng ngày, Cục Cảnh sát Hình sự Bộ Công an đã khởi tố bắt giam với Nhâm Hoàng Khang về hành vi cưỡng đoạt tài sản. Trước đó, công an nhận đơn tố cáo cho rằng Khang đã xâm nhập dữ liệu mạng máy tính liên quan đến trang web cờ bạc. Sau đó, đối tượng dùng thủ đoạn yêu cầu chủ trang web phải chuyển 500 triệu đồng. Qua nhiều lần thương lượng thì Khang đã đồng ý nhận 400 triệu đồng và tiền được chuyển vào tài khoản. Sau đó, Cục Cảnh sát Hình sự phối hợp với Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm công nghệ cao A05 Bộ Công an đã điều tra và xác định Khang đã nhận của đường dây này 400 triệu đồng. Theo đó, vài tháng trở lại đây, cái tên Nhâm Hoàng Khang cực kỳ hot trên mạng xã hội. Khang được chú ý vì những bài viết trên mạng xã hội liên quan đến bà Nguyễn Phương Hằng, vợ ông Dũng Lò Vôi. Thời gian đầu, nhiều người nghĩ rằng Khang là trợ lý của bà Nguyễn Phương Hằng. Thế nhưng, gần đây cả hai đã lên mạng khẳng định không có hợp tác với nhau và quay sang công kích với nhau. Đến cuối tháng 6 và đầu tháng 7 năm 2021, Cục Cảnh sát Hình sự đã mời Khang lên làm việc ở trụ sở tại thành phố Hồ Chí Minh vì liên quan đến một số vụ việc mà đơn vị này đang điều tra. Khang được biết đến là một coder, lập trình viên đứng sau nhiều ứng dụng khá tiện ích cho người dùng như tiên phong đưa eSIM vào iPhone lock, được giới công nghệ thông tin biết đến và công nhận khá nhiều. Khang đã kết hôn, hiện đang sinh sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh, được cư dân mạng gọi bằng cái tên cậu IT. Thưa quý vị, DKN TV sẽ liên tục cập nhật các tin tức trong và ngoài nước để gửi tới quý vị trong các bản tin tiếp theo. Cảm ơn quý vị đã đồng hành và ủng hộ cho chương trình. Xin kính chào và hẹn gặp lại!